Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề dân số của Hoa Kỳ. Theo như thống kê của Bộ Dân số của Hoa Kỳ cho biết là năm 2021 vừa qua là cái năm mà Mỹ gia tăng thấp nhất về vấn đề dân số suốt cả 18 tiểu bang kể từ thống kê năm 1937 đến bây giờ. Cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ hôm thứ Ba 21 tháng 12 vừa qua loan báo dân số nước này năm 21 tăng ở mức thấp nhất kể từ năm 1937 suốt 18 tiểu bang và vùng thủ đô Washington. Tỷ lệ tăng trưởng chậm có thể là do nhập cư quốc tế giảm, sinh đẻ giảm và tăng tử vong một phần do đại diện Covid. 21 là năm đầu tiên kể từ năm 37 tăng thêm ít hơn 1 triệu người trong năm qua, tính từ ngày mùng 7 tháng 1 20 đến mùng 7 tháng 1 21. Dân số Mỹ chỉ tăng thêm có 392.000 người, tương đương với 0.1%. Tăng dân số thấp đã trở thành khuynh hướng tại Mỹ trong vài năm qua. Nguyên nhân là vì sinh đẻ và nhập cư quốc tế giảm kết hợp với tử vong gia tăng. Đó là nhờ công của ông Donald Trump. Trong suốt 3 năm, 4 năm của Tổng thống Donald Trump, ông ta đã giảm con người nhập cư vào Hoa Kỳ từ 200.000 người xuống chỉ còn có 36.000 người mỗi năm. Số người Mỹ trưởng thành đủ tuổi đi bầu ở 18 trở lên tăng lên 258 triệu người. Miền Nam nước Mỹ có số dân 127.225 người là vùng đông dân nhất trong 4 vùng. Miền Nam cũng là vùng duy nhất có tỷ lệ di cư tăng thêm 52%. Vùng Đông Bắc nước Mỹ có số dân 57 triệu là vùng ít dân nhất. Dân số vùng Đông Bắc giảm 365.000 người. Dân số của miền Tây nước Mỹ tăng thêm 35.000 người dù đã bị giảm 144.000 người. Từ năm 2020 đến năm 2021, dân số của 33 tiểu bang tại Mỹ tăng 0.17. Và quận Columbia giảm dân số. Trong khi đó, thì theo Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, số tử vong tại Mỹ đến nay là chỉ có hơn 800.000 người, mặc dù đã bị cái vấn đề dịch bệnh. Tức là dân số Hoa Kỳ giảm là điều dễ hiểu. Những người da trắng trong suốt mấy năm nay châu Âu người ta cũng giảm không cưới gì Hoa Kỳ. Họ chủ trương không đẻ. Và vấn đề phá thai của Mỹ nó quá mạnh. Cho đến bây giờ Mỹ phá thai trên 70 triệu trẻ em kể từ năm 1973 đến bây giờ. Mà đẻ thì giảm, phá thai thì quá nhiều. Cho nên Mỹ làm cái dân tộc bị chúa phạt cũng là cái điều không nên ngạc nhiên. Rồi chúng ta lại bước qua một bản tin nữa là Nhật Bản đồng ý trả cho Hoa Kỳ 9 tỷ 333 triệu đô la để duy trì các lực lượng Hoa Kỳ ở Nhật Bản trong 5 năm tới. Nhật Bản đồng ý trả cho Hoa Kỳ 9 tỷ 333 triệu để mà nuôi dân quân đội Mỹ ở Nhật trong 5 năm kể từ tháng 4 tới. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Yoshima Hayashi cho biết hôm thứ Ba ngày 21 tháng 12. Con số này tương đương với 211 tỷ một năm, tăng từ 201 cho năm hiện tại kết thúc vào tháng 3 năm 22. Đây là một cái điều thành công nữa của ông Donald Trump. Trong suốt 4 năm làm Tổng thống, ông ta đã gia tăng Đại Hàn, Nhật Bản, tất cả những cái vùng của Âu Châu, Đức, Pháp, Ý, Ba Lan đều trả hàng trăm tỷ đô la cho quân đội của Hoa Kỳ. Bây giờ người Nhật, người ta trả cho cái số tiền đó là một cái điều gia tăng đúng theo lời yêu cầu của Tổng thống Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết là chúng tôi có thể xác nhận đại diện của Hoa Kỳ ở Nhật Bản đã gặp một cái trường hợp rất tốt đẹp là quân đội của Nhật, của chính phủ Nhật đã chia sẻ tốn kém đối với chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta có một bản tin nữa của dân chúng hỏi Dương Đại Hải. Giáo sư à, Bill Clinton là người mang tiếng là đã giúp nước Tàu có đúng không? Thì đây, một bản tin của tờ Financial Times cho biết hoàn cầu hóa kinh tế dưới thời Bill Clinton chỉ là một lời nói mị dân để che đậy cho sự yểm trợ và ăn tiền hối lộ của Tập Cận Bình. Bill Clinton chỉ muốn giúp Tàu Cộng phát triển nhanh hơn để trả nợ các đặc quyền đã được cấp từ Trung Quốc trong hai cuộc bầu cử tổng thống của ông ta.
Quý vị nhớ là bầu cử tổng thống Bill Clinton đã xài đến hàng trăm triệu đô la. Và bây giờ mới biết rằng trăm triệu đô la đó là của tàu đưa. Bù lại khi thắng cử, ông ta phải nuôi dân tàu. Vì vậy cho nên ông đã hiến một món quà vô giá cho tàu cộng trong 8 năm làm tổng thống của ông ta. Đó là cho các quốc gia, công ty của tàu tràn ngập hàng hóa vào nước Mỹ, được hưởng cái thuế chỉ có 8%. Tổng thống Bill Clinton còn dùng các phương tiện quá tốt cho Trung Cộng là cho tàu cộng ăn cắp những cái tài sản trí tuệ, biết là tàu cộng ăn cắp mà Bill Clinton lờ đi. Và Bill Clinton lấy cớ nói với Đảng Dân Chủ rằng chúng ta phải giúp cho tàu cộng, để cho tàu cộng khi nó giàu nó sẽ bỏ cộng sản. Thì bây giờ mới thấy rằng cầu tàu cộng không bỏ cộng sản, nhưng Bill Clinton đã bỏ chế độ tư bản của Hoa Kỳ. Đó. Cho nên cái thời 8 năm của tàu Bill Clinton, xong rồi lại 8 năm của Barack Obama đi theo đường lối. Vì thế mà Bill Clinton và Obama giờ này đã có hàng trăm triệu đô la, nếu không muốn nói là hàng tỷ đô la. Bằng chứng, lương chỉ có 300 ngàn một năm, 8 năm làm tổng thống thì có 4 triệu bạc. Nhưng mà đã có mua nhà 30 triệu, rồi Obama mới mua thêm một hòn đảo 28 triệu. Đó là tiền của tàu cộng trả lại quả. Và có một số khán giả nói với Dương Đại, khi mà Dương Đại nói về vấn đề Hiệp định Ba Lê cần phải đem ra để mà thi hành, thì họ nói rằng, ô giáo sư à, cái đó là Mỹ nó không để ý đâu, Mỹ nó bỏ rồi. Thế thì bây giờ tôi xin nhắc lại để cho quý vị biết rằng tôi không có sai, mà Mỹ cũng không có sai. Mỹ không bỏ Hiệp định Ba Lê nhé, mà chính người Việt Nam bỏ. Những người Việt Nam quốc gia không có áp lực với Hoa Kỳ để mà đem ra thi hành. Tôi xin đọc cái luật của Hoa Kỳ. Vào ngày 30 tháng 9 năm 74, Quốc hội của Hoa Kỳ đã bỏ một cái, làm một cái đạo luật có cái tên là đạo luật Public Law 93559. Đạo luật Public Law 93559 là một đạo luật của Hoa Kỳ do Quốc hội ký ngày 30 tháng 9 năm 1974. Sau khi nhận thấy cộng sản, tàu cộng cũng như là đàn em vi phạm trầm trọng Hiệp định Paris và tấn công miền Nam và cung cấp vũ khí cho đàn em để mà đánh miền Nam. Đây là một đạo luật dài liên quan tới nhiều vấn đề, nhưng điều 34 của đạo luật này liên quan tới Việt Nam. Điều luật 34 của đạo luật này phát biểu để giảm thiểu sự đau khổ của người dân Đông Dương và thiết lập hòa bình thực sự trong vùng. Quốc hội Hoa Kỳ đã khẩn khoản yêu cầu hành pháp của Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao thi hành các việc sau đây. Điều 1, 2 và 3, điều 4 là để tái họp lại Hiệp định Paris để thi hành đầy đủ các điều khoản đã ký kết ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Do mọi phe nhóm ở Việt Á Châu cũng như ở Liên Hiệp Quốc ký kết. Như vậy, Quốc hội Hoa Kỳ đã có luật yêu cầu tái họp Hiệp định Ba Lê, nhưng chưa được hành pháp thi hành mà thôi. Thì đây, quý vị đã thấy rõ rệt chưa? Sở dĩ đến giờ này Hiệp định Ba Lê vẫn còn có hiệu lực là vì chưa đủ 50 năm, và Hoa Kỳ bây giờ vẫn còn cái đạo luật 93555 để mà đòi đem Hiệp định Ba Lê ra thi hành. Thế mà dân Việt Nam mình có ai lên tiếng đâu. Hội đoàn không lên tiếng, ba cái tên dân biểu nghị sĩ vớ vẩn kêu làm chính trị, thị trưởng như chiếc, có tên nào nó mở miệng đòi Mỹ phải đem ra thi hành cái Hiệp định Ba Lê qua cái luật 93555. 93559. Tôi nhắc lại nhé, nếu quý vị là người yêu nước Việt Nam, quốc gia của chúng ta, nếu quý vị là một người yêu cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa, nếu quý vị là người yêu Hoa Kỳ, quý vị nên gửi thơ cho nghị sĩ, cho dân biểu người Mỹ, chứ cái tụi Việt Nam ăn hại, quý vị đừng có hy vọng. Nếu chúng nó là những người lo việc nước, chúng nó đã làm rồi, đến giờ này chúng nó lải nhải ra để mà xin phiếu quý vị, nó ra dân biểu, nó ra nghị sĩ, mà không có một thằng nào, con nào mà chúng nó nghĩ đến đất nước Việt Nam. Cho nên tôi nói với quý vị, nếu quý vị muốn yêu đất nước, tổ quốc của chúng ta,
yêu Tổ quốc Hoa Kỳ thì quý vị hãy viết thơ cho dân biểu, cho Quốc hội, đòi họ thi hành cái luật Public Law 93559 được ký Quốc hội ban hành nhé. 30 tháng 9 năm 1974. Luật đó do Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 9 năm 1974 có cái tên là đạo luật Public Law 93559. Để cho quý vị biết rằng lâu nay Dương Hải đưa ra không phải là những cái chuyện vô duyên mà là một cái chuyện có thật. Mà giờ này tại vì 3 triệu người Việt Nam ở hải ngoại quên, hội đoàn tổ chức đảng phái quên, và những cái tên chính trị giả dối, đạo đức giả quên, chúng nó không nhắc đến. Thì hôm nay là ngày lễ Noel, tôi xin nhắc lại cho quý vị, nếu quý vị thật lòng với quốc gia dân tộc, quý vị phải yêu cầu viết thơ cho tụi thượng nghị sĩ, tụi dân biểu Mỹ ở cái nơi quý vị đang sinh sống. Gửi thơ cho ông Donald Trump, gửi thơ cho ông thống đốc của Texas Albuquerque, rồi Greg Abbott, rồi thống đốc của Florida, thống đốc của các nghị sĩ Marco Rubio, Ted Cruz, là những người yêu đất nước Việt Nam, để nhắc họ đem cái luật Public Law 93559 ra thi hành, thì chúng ta sẽ được xét lại Hiệp định Paris. Đến giây phút đó, chúng ta sẽ thành công, bất chiến tự nhiên thành, không cần phải võ khí, không cần phải đảng phái, không cần ba cái chính phủ lăng nhăng cả chớn. Không có một cái chính phủ nào mà tôi cho là người yêu nước thật. Chúng nó toàn là đạo đức giả cả chớn. Nó xưng danh này, xưng danh nọ, mà chúng nó chỉ ra bán nước. Bởi vì chúng nó không có kêu gọi Mỹ phải đem ra cái luật 93559 để thi hành. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin kính chúc quý vị một lần nữa mùa Giáng sinh hạnh phúc an bình. Và đừng quên nghĩ đến quốc gia dân tộc. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.